Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Ở phía trên màn hình của quý vị và các bác đây, thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL ST200, bản thường. Vâng, tuy là bản thường nhưng bản này rất là hiếm các bác nhé. Bởi vì bản này nó là bản màu cà phê, cực kỳ là hiếm. Hiện tại thì bên em về được mấy cặp mà loa siêu chép JBL ST200 bản cà phê này. Hiếm, đẹp, xịn sò. Đấy, giá không đổi các bác nhé. Giá vẫn là 2.200.000 đồng. Bao ship. Với công suất là 400W, trở kháng là 8 ohm thì cặp loa siêu chép này nó có thể ghép được cùng với lại hầu hết tất cả các loa trên thị trường. Từ những cặp loa từ bass 20 đến bass 40 để ghép vô tư và thoải mái. Các bác cứ chơi thẳng trực tiếp từ cục đẩy công suất, từ âm ly hoặc là từ vang liền công suất ra thôi các bác nhé. Đấy, không cần là phải qua bất kỳ một cái hệ thống chống cháy nào cả. Hoặc là các bác không cần phải qua tụ hay là qua phân tần nữa, bởi vì bên trong của nó đã có hệ thống chống cháy rồi. Đấy. Vâng, với cặp loa siêu chép này các bác vừa nghe nhạc này, vừa karaoke này, vừa trưng bày. Đấy, hàng chính hãng, giá thành cực kỳ rẻ. Các bác hát karaoke không bị hú rít mic các bác nhé. Còn các bác nghe nhạc thì tiếng chép nó tí tách, nó lèn gàng lách cách, nghe rất là hay và rất là đã tai. Đảm bảo với lại quý vị và các bác, khi các bác mà nghe nhạc bằng cặp loa siêu chép này rồi, sau đó các bác bỏ cặp siêu chép ra, các bác sẽ không thích nghe nhạc nữa. Đấy, tuy rằng là cái bộ dàn của mình đã rất là hay rồi, nhưng khi các bác gắn loa siêu chép vào và sau đó các bác bỏ ra, các bác không thích nghe nhạc nữa. Đấy. Và cặp loa siêu chép này thì chuyên trị những cặp loa thiếu chép, yếu chép hay bị chết chép. Đấy. Với cái dải của nó rất là rộng, cái dải từ 16.000 lên đến dải 32.000 Hz, thì nó sẽ giúp cho cái dải cao nó rất là lành càng lách cách và tí tách, và nó cái chất âm của nó cực kỳ là hay. Tai người nghe của chúng ta thì chúng ta chỉ nghe được đến dải 20.000 Hz là rất là ổn rồi. Đấy, là tai của chúng ta rất là thính rồi. Nhưng từ dải 20.000 Hz trở lên là quý vị và các bác và chúng ta có thể cảm nhận được. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ test thử cặp loa siêu chép JBL ST200 quý vị nhé. Đó, bây giờ em sẽ kết nối vào trước các bác nhé. Bây giờ em sẽ kết nối vào trước và chút xíu nữa. Đấy, các bác đang nghe nhạc bằng cặp loa siêu chép. Đấy, cặp loa siêu chép này. Vâng, thôi từ từ. Để em cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe bộ dàn này trước. Đấy. Chúng ta cùng nghe bộ dàn này trước, xong rồi là em kết nối cặp loa siêu chép vào và lúc sau thì em sẽ bỏ cặp loa siêu chép ra các bác nhé. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên và em sẽ mở nhạc lên các bác nhé. Đây là chưa có loa siêu chép các bác nhé. Thank you.
và không có siêu xem nó khác nhau nhiều không ạ? Khác nhau quá nhiều luôn đúng không ạ? Giá trị của đàn ông hay đã được đẩy lên rất là nhiều. Đấy, khi mà có loa siêu chép và không có loa siêu chép, và khi mà quý vị và các bác chúng ta gắn loa siêu chép vào rồi và chúng ta đang nghe nhạc mà bỏ loa siêu chép ra thì chúng ta không muốn nghe nhạc nữa đúng không ạ? Cảm giác là thì nhạc nó rất là nặng nề. 2.200.000 cho cặp loa siêu chép JBL ST200 hàng bãi xịn chính hãng sách tay này quý vị nhé. Vâng, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.